Và bên cạnh đó là Lê Lộc. Ước mong sao biên tập hãy một lần mời Lê Lộc làm người chơi, làm người chơi để quay thoát ế một cách thành công. Trời ơi, cái gì vậy? Sao anh biết em ế? Anh có bị em khoe người yêu của em ra đâu. Chẳng qua là em chưa muốn khoe thôi. Chưa muốn khoe thôi. Trí Nghĩa năm nay nhiêu tuổi nè? Dạ em 23. Dạ Trí Nhân nhiêu? Dạ 23. Đúng rồi, sinh đâu em ạ? Sinh đâu mà. Ngoài cái sự khác biệt về chiều cao, mình còn sự khác biệt giữa hai anh em sinh đôi là gì không nào? Có à, em thấy là anh này đen hơn anh này xíu. Còn... đen nhưng trong lòng không trắng. Đen nhưng trong lòng không trắng. Ôi. Còn không biết Nhân, đầu bếp chắc cũng chinh phục khá nhiều cô gái rồi đúng không? Đúng rồi, qua bầu tử trước mới tới thì mà. Ngại quá. Các bạn có những cái tài lẻ nào không, có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ nhảy đi anh. Ô ô ô, ghê ghê. Động tác này nhìn thì chuyên nghiệp nè. Wow. Nhưng mà ngày hôm nay ngay tại sân khấu của Tần Số Tình Yêu thì nơi mà Nga muốn chinh phục đó chính là trái tim của hai anh bên dưới. Đó chính là trái tim của hai anh bên dưới. Hai anh Trí Nhân, Trí Nghĩa nè, hai anh có biết tử tế là gì không? Tử tế tức là không để một người xinh đẹp như em phải ế đó. Quãng đường từ đây về Đà Lạt nó không quá dài cho nên là khi nào rảnh thì Giao sẽ về. Nhưng mà mọi khi Giao cứ đi một mình mãi cho nên là giờ thì Giao không muốn đi một mình nữa. À mà đúng rồi. Làm sao mình về chung nha. Không biết là Giao có thích ăn không nhờ? Em cảm thấy cái cửa ải mà em khó vượt qua nhất trước một người đàn ông đó là họ dụ em bằng đồ ăn. Cao ráo nhỉnh hơn mình một tí, có cái khôi hài khiến cho mình cười để hạnh phúc một ngày. Mình nấu ăn ngon cũng ok lắm đó. Trời ơi, tôi ngồi luôn, tôi ngồi luôn. Rồi hai anh ơi, cao mét mấy nè? Mình cao mét 8, Nghĩa thì cao 1m8. Cao em cũng sợ anh, sao mấy anh đẹp trai mà cao thì thường mấy bạn gái hay chú ý anh, em ghen. Trước đây có ghen với ai bao giờ chưa? Yêu thì cỡ được 3 người thì chắc ghen 3 người. Toàn tổng đài không hả? Đa số công việc của em á liên hệ qua Facebook hoặc là mail hoặc là gọi điện, cho nên là rất là ít việc nhắn tin. Bạn xấu không được, muốn mình xấu gì. Tại vì mình sợ nhiều quá rồi, nhiều khi tin nhắn của mình á đến thì bạn không thấy được. Tần Số Tình Yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.